Sáu năm xin mời toàn thể các cụ các bà, quan viên đại họ cùng toàn thể quý vị quan khách nổ một tráng tay thật toàn dán đầu tiền đón chào chú rể cô dâu cùng hai bên gia đình. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là hôm nay sum họp chúc may tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Một tráng tay thật lớn nhất của quý vị quan khách dành cho bên gia đình cùng chú rể cô dâu nhà. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, về phía bên đoàn họ nhà trai, tôi xin được trịnh trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Vinh và Đinh Thị Tuyết, thân sinh ra chú rể Ngọc Sang. Một cháu tay thật giòn đã đồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, về phía bên đoàn họ nhà gái, tôi xin được trịnh trọng giới thiệu ông Trần Bá Quỳnh và Bùi Thị Quyết, thân sinh ra cô dâu Hồng Tươi. Xin một cháu tay thật giòn đã đồng nhiệt để chúc mừng. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là hai em còn trinh nước trinh tròn, mà heo như núi đá, mỏi mòn theo tháng năm. Mắt tình yêu của hai em đẹp như trăng rằm, em như sóng biển vô bờ, anh như bãi cát đợi chờ sóng em. Hai em như lúc còn xanh, đợi mùa xuân đến đâm cảnh trổ hoa, mà đẹp lòng khả ý mẹ cha. Vui vui chỉ, vui ta vui mình, hai em thuận vợ thuận chồng, chung tay thoát cảm chuyển thân có ngày. Không ngày hôm nào đẹp bằng ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày của đôi ta, mà ngày hôm nay là ngày mặc váy ôm hoa. Trông em tựa đẹp thiên sa dáng trần, mà đẹp như hoa đào nở đón mùa xuân. Ngày về cội nở như hoa trên cành, mà đã trải qua bao mùa hoa nở, và tình đôi ta nên vợ thành chồng. Bởi trăng xây mối tơ hồng, đã chia dây thành sợi chia lòng thành đôi. Tại vì mỗi đứa một nơi, thì bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác sống nhưng chung một sàn, dẫu có phải kết mình xuống biển, đã yêu nhau thì chẳng quản sầu nghèo. Yêu nhau thì thật là lâu, yêu nhau từ thuở mắt non, yêu nhau từ thuở tóc còn hang vai. Em như dòng suối uốn quanh, anh như con nước trong lành chảy qua. Thế rồi lại tới mùa hoa, anh để xây lại tình ta thêm đồng. Hôm nay lên vợ thành chồng, thì nay mai trúc lá cành bên nhau. Anh là rể, em là dâu, hai ta xây đắp nhịp cầu bắc hoa. Và hôm nay đây, chúng ta đang được chứng kiến một sự đơm hoa kết trái, một tình yêu đích thực, được sự nhất trí của chính quyền cơ sở, được sự vun đắp của bè bạn gần xa, đặc biệt hơn nữa, được sự nhất trí của bên gia đình. Tổ chức ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, là ngày lành hạn tốt. Thật đúng là tơ hồng thắm đượm từ đây, và lễ trao duyên mới của chú rể Ngọc Sang, xoáy chân cùng cô dâu Hồng Tươi chính thức được bắt đầu. Xin mời thầy hôn trường cưới nổ một tráng tay thật toàn giá nồng nhiệt để chúc mừng. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là chim khôn thì đầu lóc nhà quan, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, khen ai khéo ghép chữ nồng, để cho đôi đứa được mận nồng bên nhau. Như mẹ ôm những cây cau, và vôi kia phải có lá trầu mới ngon. Và sang năm sinh cậu cu con, vôi thì giống mẹ mà mắt tròn giống cha, và xa thì chẳng nón chẳng là, có tính tình thì phải giống bà hoặc giống ông. Xin mời thưởng trầm cưới cho chú rể cô dâu cùng hai bên gia đình một tràng pháo tay thật giòn giá nồng nhiệt ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là nhạc sầm tình, nhạc vui quá vui. Từ cái mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, trước nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Ngay bây giờ ban trước chỉ được trân trọng kính mời chú rể Ngọc Sang hãy trao nhẫn cho cô dâu Hồng Tươi trước mặt toàn thể quý vị khách quý buổi sáng hôm nay. Tôi xin được trân trọng kính mời ạ. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây niềm vui khi bên nhau. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là những cưới trao tay kết vẹn tình, xuyên thắng say nhau là mãi mãi. Đôi ta gắn chặt như vàng ngọc, nghìn tháng vạn năm chẳng rời nhau. Thật đúng là bảy yêu em gửi khăn là, và tám yêu em gửi cảnh hoa cho chàng, và chín yêu em gửi lạng vàng, mười yêu em chỉ lấy chàng mà thôi. Xin mừng quý khách quý cho chú rể cô dâu cùng hai bên gia đình một tràng pháo tay thật lớn nha. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là công cha như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn thì không bao giờ cạn, núi Thái Sơn thì vững chãi ngàn năm. Đôi ta như thể trăng rằm, được duyên hải phận hai thân sum vầy. Ngay bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể có phần quà trao cho con của mình. Xin được.
đúng là con người thì có bố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn, và thông ra thì như ruộng liền bờ. Tình yêu hạnh phúc bây giờ là đây. Và để trước xin được trân trọng kính mời vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái bước lên sân khấu đi ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là nhà trai nhà gái đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm, nhà gái hân hoan mừng trẻ thảo, nhà trai vui vẻ đón dâu hiền. Và để trước xin được trân trọng kính mời vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai bước lên sân khấu đi ạ. Vâng, và xin mời vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái có đôi câu để phát biểu. Trước khi vị nhà gái có đôi câu để phát biểu thì ban chức xin được trân trọng kính mời các cụ ông bà quan viên đại họ cùng toàn thể quý vị quan khách nổ một tràng tay thật toàn giá đồng nhiệt để đón chào hai vị đại diện của hai họ đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Vâng, xin kính thưa các đồng chí lãnh đạo chính quyền mặt trận các đoàn thể tiểu khu 13. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu khách quý của gia đình ông bà Vinh Tuyết, cho phép tôi được thay mặt cho họ gia đình nhà gái có đôi lời trong ngày lễ thành hôn của hai cháu. Qua quá trình hai cháu sang là con ông bà Vinh Tuyết ở tiểu khu, các ông bà xin hết ạ. Dạ vâng, xin được thành nhất lời phát biểu của vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái. Và trước khi ngừng lời, ông không quên dặn cô dâu rằng: con ơi, làm dâu thì phải giữ trọn câu, cung dung ngôn hạnh trước sau vẹn toàn. Trước là phải kính mẹ, kính cha, kính anh, kính chị, sau là nhường em. Ông gọi dạ, bà bảo vâng. Khi đi thì mẹ dặn đôi lời: làm dâu trọn đạo, con thời nghĩ sao? Chứ hiếu con để làm đầu, chứ trung dành trọn cho người con yêu. Xin thành nhất lời phát biểu của vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái. Kính thưa thầy hội thân mến, thật đúng là nhà gái vừa phát biểu xong, nhà trai cũng có đôi câu để đáp. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của hai địa phương, của tiểu khu An Thái và tiểu khu 13, kính thưa các cụ công ông bà hai bên bốn họ, họ nhà trai và nhà gái, cùng quý khách và bạn bè của hai gia đình hai cháu về hôn trường họ nhà trai hôm nay để dự buổi lễ thành hôn, chúc phúc cho hai con Ngọc Sang và Hồng Tươi trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Kính thưa các cụ công các bà, hai cháu Sang và Tươi, các cháu yêu nhau và các cháu đã tình nguyện xây dựng hạnh phúc trăm năm đến trọn đời bên nhau, và rất được sự nhất trí rất cao của hai gia đình bên nội bên ngoại, hai dòng họ dòng tộc đều vun vén hạnh phúc cho hai. Một tràng pháo tay để cảm ơn ông trưởng đoàn bên nhà gái và phái đoàn bên nhà gái đưa cô dâu Hồng Tươi về đến nhà chồng. Xin cho một tràng pháo tay. Và cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn phái đoàn bên nhà gái. Và trước khi phát biểu thì cũng xin chúc cho hai gia đình nhà hai bên nội ngoại là năm nay thì hai bên sẽ là chung con, còn bằng giày sang năm hai ông bà sẽ là chung cháu, và chúc cho hai con ở bên nhau bằng giày sang năm trên tay các con được bế được bồng con thơ, con sinh ra đức tính thì giống ông bà cụ kỵ bên nội bên ngoại dòng tộc con. Dạ vâng, lời phát biểu ông rất ngắn gọn nhưng tròn đầy nghĩa tình. Và trước khi ngừng lời, ông không quên dặn chú rể rằng: con ơi, phải thương lấy vợ mình. Các cụ trong nhà thường bảo: vợ chồng như thể con tằm, cùng ăn một lá cùng làm một long. Vợ chồng như thể con ong, con cuốn con quýt, con trong con ngoài. Xin thành ơn vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện trở về trí danh dự của mình nhà. Vâng, ngay bây giờ thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chú rể cô dâu chúng ta đến với nghi lễ rót rượu đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là mừng cho tình cảm thủy chung. Xin mời dâu rể hãy cùng bước sang, mời tiếp xin được mời chàng. Xin mời dâu rể bước sang bên này, rượu nồng xin hãy chung tay. Rể dâu cùng rót đắm say nghĩa tình, và nâng lên hai đứa chúng mình. Rể dâu cùng rót đắm tình hội hôn. Vâng, xin mời chú rể hãy bật nắp chai đi. Dạ vâng, và giờ này thì ban tổ chức đại diện cho Đình Vinh và Tuyết đón lời chú rể Ngọc Sang cùng dâu Hồng Tươi. Trân trọng kính mời các cụ và quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị quan khách, chúng ta cùng rót những ly rượu tràn đi đàm để được chung vui gia đình. Chú rể hãy nâng hai ly rượu hốc thảo lên để kính.